Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Trước mặt anh em đây là một cái lốc máy. Thì hôm nay lốc nay mình vừa nhận được một cái lốc máy này, thì với cái đơn kiểm tra lại trục cơ này, và trong cái lốc này doa lại lên cốt hoặc là đóng ngoài nòng để phải kiểm tra đã. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra là ở đây mình sẽ không giới thiệu về cái lốc này là hàng xịn hay là hàng thường, cách nhận biết như thế nào, mà cái video này mình sẽ đề cập đến cái vấn đề là có nên mua hàng bãi, tức là hàng cũ hay không, hàng tháo xe hay không. Thì cái câu hỏi này là mình sẽ giải thích từ đầu cho đến cuối video và anh em mình cùng xem là có nên mua hay không. Con lốc này thì được biết là bị thủy kích, tức là ngập nước vào, và nó hậu quả của nó để lại đây: tay biên ra đi, bít tông này thì không biết là có sử dụng được không. Nếu mà sử dụng, bởi vì trong cái nòng xi lanh này nó đang bị đấy, trong lòng này nó đang bị rỉ mất rồi. Rỉ thì nếu mà mài lại thì khả năng là một là phải lên cốt, hai là đóng nòng về cốt không. Thì nếu mà lên cốt thì phải thay piston mới, còn đóng nòng về cốt không mà dùng cái quả cũ này thì nghe chừng là cũng không đảm bảo lắm. Thì mai là mình, bây giờ là tối rồi, mai mình sẽ đi tìm cho khách của mình cái tay biên bãi. Thì cái tay biên bãi và cái tay biên mới thì nó khác nhau ở cái điểm gì? Thì tất nhiên nó là hàng mới thì mới xịn rồi, thì là dùng lúc nào nó cũng đảm bảo. Tuy nhiên là cái hàng bãi dùng cũng được, và cái cách xem cái hàng bãi của tay biên như thế nào thì mình sẽ chỉ cho anh em như thế này. Đây là cái cổ biên này, bỏ đây. Đấy, đây là cái bạc biên này. Đấy, nếu mà muốn mua cái hàng tay biên bãi thì anh em lưu ý cho mình cái này này, lấy nét đi. Đấy, lưu ý ở trong cái phần trục dưới này, cổ trên này, và ở trong cái phần cổ này này, nếu mà nó gắn liền cái piston này thì tháo cái này ra xem y ở trong. Nếu nó bị xước răm thì bắt buộc là phải đổi cái khác hoặc là không lấy được cái đấy. Bởi vì nếu mà nó xước ở trong phía này, nó dẫn đến bạc bị xước thì sẽ dẫn đến bó bạc, khi chạy là sẽ bị bó và làm hỏng tay biên, gây ra hỏng máy. Đấy, hậu quả thủy kích đây. Thế còn đấy là tay biên. Thì cái hàng bãi thông thường giá thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 1/3 cho đến 1/2, thậm chí là nhiều cái là 2/3 cái giá trị so với hàng mới. Tuy nhiên là hàng bãi của nó là hàng trước nay là đang dùng theo xe và là hàng xịn, chứ không phải là hàng tàu bãi. Đấy, nên là nói hàng bãi là chắc chắn là phải hàng từ xe tháo ra khi mà rã máy động cơ. Tương tự, đây là cái máy này, cái lốc này là lốc 1NZ này, lốc của vai ớt. Tương tự như là nếu trong cái trường hợp anh em mình có thể là mua trục cơ thì mình kiểm tra ở những cái cổ trục cơ này, đấy, cổ biên này, là xem có bị xước hay không. Nếu mà bị xước là phải đổi. Và cái trường hợp thứ hai là phải đi đo cốt. Thông thường trục cơ của nó, đa số trục bãi của nó chỉ là cốt không thôi. Mua về mình có thể lên cốt này. Con này ngày mai là phải tiện, phải lên cốt 1 rồi, hiện tại nó đang ở cốt 0. Đấy, đây những cái cổ biên này. Nếu trong trường hợp mà mua lốc bãi thì phải anh em kiểm tra cho mình ở bên phía trong này, bên phía trong này xem là có bị rạn nứt không. Nếu rạn nứt là không được mua, hoặc là bị những cái vết vá, vết hàn, thì là những cái đơn vị đấy là nó đã bị lốc bị vỡ rồi, nó hàn lại, phải kiểm tra từ cả trong cả ngoài.
cả trong cả ngoài, cả ngoài phía mặt này nha, kiểm tra hết bốn xung quanh. Thế vậy thì cái lốc của nó thì nó hên xui, nhưng mà đa số những cái phần thành phần bãi mà mua thì hên xui chủ yếu là ở cái giống như là những cái phần đồ điện như là mô bin này, cảm biến này, củ đề này, máy phát này, lốc điều hòa này, vân vân và vân vân. Những đồ điện thì gọi là may rủi 50-50. Có những con để lắp vào có thể là 2-3 năm hoặc thậm chí là chục năm sau khách không thấy phản hồi gì. Tuy nhiên một số cái, một số số đồ lắp lên chỉ chạy được 1 tuần 2 tuần chết vứt đi. Đấy, lại phải sửa lại. Thế nên là nếu mà trong trường hợp anh em mà mua đồ bãi thì là phải nên bảo khách là hỏi cái đơn vị mua ấy thì là bảo hành như thế nào, bảo hành bao lâu, thời gian. Ví dụ như là có một số đồ sẽ bảo hành lắp lên chẳng hạn, giống như cả thằng trục cơ này chẳng hạn, đấy, thằng tay biên này chẳng hạn, thằng lốc lốc máy này chẳng hạn. Có một số đồ như bảo hành thời gian sử dụng thì đấy là tùy từng cơ sở họ bán hàng cho mình, là cung cấp phụ tùng cho mình thì là sẽ có những cái chính sách bảo hành khác nhau. Tuy nhiên là tất cả các đồ bãi cái quy luật của nó là bảo hành lắp lên, ít nhất là phải bảo hành lắp lên. Đấy, chưa nói đến thời gian sử dụng là bao lâu, nhưng ít nhất là phải được bảo hành lắp lên. Tức là nếu lắp lên không được thì anh có thể đổi, anh có thể trả. Đấy, là tùy theo từng cái đơn vị cung cấp. Thế còn nhưng riêng cái bên mình thì như mình đã nói từ đầu video là tất cả đồ bãi đều có chính sách bảo hành lắp lên hoặc thời gian sử dụng. Về cái phần như mình sẽ chèn về cái video ở đây này, là trước khi bên Phạm Văn Auto gửi hàng cho khách, giống như là cái máy phát chẳng hạn, đều sẽ phải thử qua ắc quy, quay lại video, mình chèn cái video ở đây nhá. Đấy, như trước mặt là cái máy phát được thử với lại ắc quy là xem là có hoạt động tốt hay không. Ngoài ra thì ví dụ như là cái bóng đèn xenon chẳng hạn, hoặc mua ba láp. Một số con đèn xenon này nó có ba láp hỏng thì anh em mình có thể liên hệ để mua. Thì mình, bên mình trước khi gửi cho hàng cho anh em đều quay lại video và gửi cho anh em đánh dấu lại cái sản phẩm đó thì đúng là cái sản phẩm mình vừa quay. Xong là mới gửi anh em đồng ý rồi thì mới lại tiến hành gửi hàng. Thì như thế, thậm chí cả cụ đề nữa, cụ đề cũng phải quay lại video gửi. Còn những cái hình ảnh như là một số đồ như là mặt máy thì bởi vì nó hàng bãi thì đôi khi là nó không thể tránh được hết những cái phần xước sát như ở trên phía mặt này. Thì những cái nào xấu, cái nào đẹp thì trước khi gửi mình đều phải chụp ảnh lại, mình gửi cho khách hàng. Ví dụ như là chỉ ra là mình sẽ chèn cái ảnh đây, là chỉ ra chỗ này chẳng hạn là nó đang hơi bị lõm xuống mất một tí, tức là trong cái quá trình vận chuyển nó hơi bị sứt xuống một tí. Thì nhưng mà cái vấn đề khắc phục của nó là chỉ cần bôi keo và sử dụng cái răng mặt máy bìa thì là cái mặt máy đấy là sử dụng ngon lành. Đấy, mình sẽ chèn cái ảnh vào đây. Thì như mình nói đấy, là thế là tóm lại là hai cái tóm. Thì là nếu quý khách hàng, anh em mua hàng bãi thì phải hỏi rõ cái đơn vị cung cấp cho mình là có bảo hành hay không và bảo hành như thế nào, bảo hành trong thời gian bao lâu. Đấy, thì cái hàng bãi này thì nó cũng chia làm rất nhiều mảng, về mảng cứng, mảng mềm, mảng điện. Thì nếu mà cái mảng, ví dụ như mảng điện thì là nó hay độ rủi ro, thì nó hay bị rủi ro cao. Còn ví dụ như những cái mảng cứng này, nhưng mà như cái trục cơ này, những cái lốc hay như đấy là mình về mình kiểm tra trực tiếp được. Còn một số cái như kiểu càng A, trụ, ngõng mai ơ, thì cái đấy thì mình, theo mình là những cái hàng bãi thì không nên sử dụng.
Bởi vì cái càng A này thì đa số hỏng thì lại hỏng ở cái rô twin, mà xe thì ít khi hỏng hỏng cong cả cái càng, mà chỉ cần thay cái rô twin càng A hoặc cao su đấy thôi. Thì đấy là anh em thông thái thì là sẽ mua được những cái hàng đấy. Nhưng mà mặc dù là một số cái hàng của nó là nó không có, hiếm đồ quý thì bắt buộc là vẫn phải mua. Đấy thì theo mình thì là mình tóm lại là nếu mà mua hàng bãi thì hỏi lại chính sách bảo hành, và tùy từng đồ mình nên mua hàng bãi hay không, cân đối với lại cái giá hàng mới để phù hợp với lại cái túi tiền của anh em mình bỏ ra. Video này mình xin kết thúc tại đây. Nếu anh em có ý kiến hoặc có gì phản ánh lại thì để lại comment bên phía dưới, mình sẽ tiếp thu lắng nghe và chỉnh sửa. Nếu thấy video hay thì hãy like và subscribe cho mình, đăng ký kênh của mình bên phía này, truy cập web bên phía này. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Xin chào.